Hả? Khỏi ra lấy đấy nhỉ. Khỏi lấy nó chạy đây. Đứng đây. Nên chứ chứ khỏi lấy nó lên chứ nợ chứ rồi á. Khỏi lấy nó khỏi gần cái nữa. Nó khỏi rồi rồi. Cái đấy hồng hồng mang nữa hả? Đây đó rồi nha, đây nè. Này ơi nha, này chú ơi nha, đây nè. Này ơi nha, đây nè. À, à, à. Có nửa man đấy đi. Chứ mình có bị rồi nhưng con có nửa man đi rồi nhưng mình có dốc không chịu chắc mất nửa mới đến nửa bên giờ. Dạ. Nó phải là được ta có. Hả? Nhắn gì? Nó nhắn đi mày hiểu chứ gì? Nhắn với mày hiểu chứ gì? Mà con lão. Con được à? Mặt cũng bị đang đậu rồi. Đậu đông con đi ban ngủ lại nha. Chạy vừa ra thì bỏ hả cùng khổ thôi đấy từ kia về nó còn cày đóng một cái người đóng mà u đi nợ mua nó đi cho nó dài vậy nè hả để cho anh đài nữa con gì nội bên đồ đang mà dưới quê đang con trai à mười bữa thì khoảng một đóng hoặc tuần thì bố tư phát đi mình đi báo hỏi nhỉ mình đi mà con này bốc hỏi chứ mình ngồi đi đây anh mình báo hỏi hả chạy 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 cái gì nào? Cái gì? Có, nhà có nó có. Ừ, cái này cái chay nở ra đấy. Còn chắc chắn đấy còn nó đồng vai đó. Chắc khổ kìa con này nè. Này. Lâu đấy em nở tối đôi em xoài hết nhạc đấy cũng làm chiêu tục để đưa em xoài hết nhạc đấy chúng ta tiến hành à Thảo con đi xem anh đó xem như thế nào. Thank you.
Đây là con đi xi măng này. Đấy, như vậy. Quấy đâu thiết bánh ấy. Thiết mà này quấy đâu thiết bánh ấy, chứ con ở ở phải thiết bánh nhọt. Thì quấy phải lâm đột được. Bài tám không buồn lắm hả? Chán cái thổ con mơ thôi. Bài tám không buồn lắm đó. Đây chúng ta tên anh à, thay con IC 78045 này vào.
Tại vì đi mua lẩu với dù. Lẩu ra. Nghe phải hơn chút quẻ nghe nhưng cái đến vô hở đó đấy. Đấy. Cùng hơn chút quẻ nhưng cái đến vô hở đó đấy. Hở mát cả đó. Lẩu rồi đấy. Dạ. Đi xe. Đi xe. Nó có khả năng không có lý để kiểm tra tí ra có gì như thế nào. Rồi. Đi mua đến đi Ninh. Alo. Trong nóng nhé. Nóng thì nó nóng nhé. Trong nó nóng thì nó coi. Nó có được 10 đóng cụ thể nắng ra. Nếu mà chạy, nếu mà chỉ thì ta nữa thôi. Dạ. Khắc phục rồi, ta khắc phục cái con nó nóng khắc phục được thôi. Dạ. Thank you.
Bị lạc như số phận của dân tộc Việt Nam. Do chiến tranh Đông Dương bùng nổ, ngay sau khi hiến pháp được thông qua, nên nó chưa được chính thức công bố và thi hành. Cho đến năm 1959, được thay thế bằng một bản hiến pháp khác. Dựa trên nguyên tắc của hiến pháp, chính phủ mới được thành lập đã bắt tay vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách của một quốc gia. Loại vật liệu rất rẻ, rất độc đáo và còn được tái chế nữa. Tôi sử dụng những nguyên liệu tái chế vì trước tiên về mặt kỹ thuật, đó là những nguyên liệu rất thú vị. Chúng đã là một sản phẩm hoàn chỉnh và tôi phải tìm ra cách xử lý. Cặp phải ngắn nhé. Đó, rồi nó xong ấy, mà chị. Hãy mời cậu. Cái khóc đấy tôi đã nấu rồi, lên đi đâu rồi.